Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau ở trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện. Đây là hai bạn sinh viên trường Đại học Công nghệ Thực phẩm. Bạn Phúc đâu rồi à? Phúc lên luôn Phúc ơi. Phúc lên với bạn đi. Sản phẩm này của em à, không lên phải không? Rồi, em tự giới thiệu em là gì? Mình tên là Lam Trường, đến từ Đại học Nghệ Thực phẩm. Wow, Lam Trường. Lam Trường có người yêu chưa? Dạ có rồi anh. Rồi, còn bạn này một. Dạ, chào các bạn, mình tên là Phong, cũng đến từ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm. Ừ, đi học lớp điện công nghiệp lâu chưa? Dạ, cũng được 4-5 tháng rồi. Ừ. Rồi học năm mấy rồi? Dạ, năm 3. Năm 3. Rồi xuống đây học bây giờ làm tủ điện đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tủ này là tủ gì? Dạ, chào các bạn, nay mình được kỹ sư hướng dẫn làm cái tủ MSB. Có một ngăn là tủ bù. À, ngăn gì nữa? Ngang tủ bù phải không? Ngang này ngang MSB đúng không? Dạ. Rồi, CP tổng bao nhiêu em? CP tổng đây là 250. Nếu 250 thì mình biết máy biến áp bao nhiêu? 166. 166, có máy biến áp 166 không? Dạ không. Vậy máy biến áp bao nhiêu? 160. 160. Rồi. Tại sao mà em biết cái đó là ra 160? Thì mình tính theo công suất, lấy tính theo dòng điện đó, cái dòng điện là 250, mình suy ra từ cái y nó sẽ bằng 1.5 lần của ớt, ớt là cái công suất máy biến áp. Từ đó mình suy ra được cái công suất máy biến áp là 166. Cái này là mẹo đúng không? Dạ. Như vậy thì theo gì công thức viện Hàn Lâm là gì? S sẽ bằng là căn bậc 3 u dây nhân y dây. Thì bây giờ chúng ta dùng mẹo để chúng ta phản biện lại đúng chưa? Rồi bây giờ lần đầu tiên cảm giác ba cục đen là cái gì? Dạ, ba CT 250. Ba CT để làm cái gì? Để đo dòng. À, đo dòng ở cái cục gì mà xanh xanh vậy? Cục bên ta phải đó, cục này. Cái này là cục gì á? Hả? Đại cục này cục gì? Nó liền nghe coi, làm mà không hiểu đâu có được. Đây là cục chống xét. Bộ cát sắt lân truyền. 3 pha 4 cực đúng không? Bộ này bộ gì? Hả, mấy bữa trước làm cái gì? Hả, bộ gì? Bộ bảo vệ mất pha. Ừ, bảo vệ mất pha. Hay là nhìn cái gì chữ gì đây? Voltage relay. À, voltage relay có nghĩa là relay bảo vệ điện. Điện áp. Thấy không? Thấy còn yếu chưa? Biết làm xong phân tích đúng không? Rồi, bẻ máy thanh này thấy khó không? Khó, anh mới đầu làm khó. Ừ, khó. Bây giờ tự nhiên sao em chọn được cái ngăn bù này 4 quả? Hả? À, Phong, tại sao chọn được 4 quả bù này? Gãi đầu ở trên đó có chí không? Hả? À, Trương, tại sao chọn quả 4 quả tụ này? Quả tụ này bao nhiêu? Tụ này 15 kVAr, không được dùng ký lô ampe nhưng mà ký lô VAr đọc là kVA. Được không? Nguyên tắc để chọn tổ bù tính nhất nhân nhất thì tính như thế nào? Tổ bù nó sẽ bằng 40% của công suất máy biến áp. Suy ra cái máy công suất nãy là 160. 40% 60 là suy ra được khoảng tầm 60. Ừ, 60 đúng không? Mà chọn 60 đúng không? Mình sẽ chọn 4 của tủ bù. Suy ra mỗi của tủ bù nó sẽ giá trị là 15 kVA. Đúng rồi. Như vậy thì cái này đó, tại vì thật sự ra khi mà nhìn vô đây nè, thì khán giả mà biết rằng đó là lực của em á, là tại vì á là các biết các bạn là sinh viên ngay. Tại vì những người ấy mà giống như anh thì nó là phản xạ rất là nhanh. Tại vì khi chúng ta bính á, là quy bù bằng B tính toán thừa số tan phi 1 trừ tan phi ấy, phi 2 khoán đổi từ cos phi sin cos mà anh Luyện đã chứng minh cho các em rồi đúng chưa? Thì sau đó chúng ta phản biện là chúng ta lấy cái trường hợp này xảy ra là 40% của máy biến áp. Như vậy là sau 60 thì chúng ta chọn 4 cấp. 4 cấp thì một cấp là 10. 15. Hiểu chưa? Như vậy là tụ bù là chúng ta nhân cho hệ số là 2 lần để chọn khởi động từ và MCB và CB tổng để bảo vệ hệ thống. Nguyên tắc là trên mở con khởi này chúng ta phải dùng một cái MCB hoặc là MCCB để làm gì?
để vấn đề là khi có sự cố mà ngắn mạch về cái tụ bù nó nổ thì nó sẽ rớt CB, nó không ảnh hưởng tới vấn đề khác và an ninh cho tụ điện này nhiều hơn, hiểu chưa? Cho nên thấy người ta làm có một CB chuyện của người ta, cái đó về nguyên tắc về cung cấp điện không đảm bảo và nguyên tắc về cấp độ bảo vệ không an toàn, được không em? Yeah. Rồi tiếp tục ngày mai tiếp tục ha. Yeah. Rồi chào khán giả đây. Chào các bạn. Cảm ơn quý vị. Quý vị cảm thấy nó hữu ích, xin like share video nhé. Thân chào quý vị, chúng ta sẽ gặp những video sau. À, đại đi. Làm duyên nữa. Mày chưa có bồ đúng không?